thị xã La Di, phát thanh từ phường Tân An trên làn sóng 107 MHz. Đây là đài phát thanh thị xã La Di, phát thanh từ phường Tân An trên làn sóng 107 MHz. Lãnh đạo không tập thể thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc đoán, chủ quan, kết quả là hỏng việc. Phụ trách không do cá nhân thì sẽ đi đến tệ bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ, kết quả cũng là hỏng việc. Tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách cần phải luôn luôn đi đôi với nhau. Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Hát lên chào Đảng thân yêu, bước lên theo nhịp ngày mai. Chuyên mục Sức khỏe và đời sống. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Sức khỏe và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung sau. Báo động số ca tử vong do bệnh dạy, chứng chóng mặt ở người cao tuổi, chủ quan dễ nguy. Vừa ăn no, xong, tuyệt đối không làm những điều này. Đường, muối dùng thế nào mới tốt? Ăn chuối giúp hạ huyết áp. Trẻ vị thành niên uống thuốc giảm cân, coi chừng nguy hại. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, so với cùng kỳ năm 2019, số ca tử vong do bệnh dạy trong cả nước đang gia tăng. Cụ thể, cả nước đã ghi nhận 57 ca tử vong do bệnh dạy tại 29 tỉnh thành. Đáng lo ngại, đã xuất hiện ca mắc bệnh dạy ở những tỉnh mà trước đây không có trường hợp nào. Để chủ động phòng ngừa bệnh dạy, các bác sĩ khuyến cáo, khi bị chó mèo cắn, cào, liếm, người dân cần rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng, đặc biệt liên tục trong 15 phút. Nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch. Đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh dạy khi bị chó mèo cắn. Sau đó tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70 độ hoặc bovidin, iodin, hạn chế làm dập vết thương. Không được băng kín vết thương và đến ngay trung tâm y tế gần nhất để được tư vấn và tiêm phòng dạy kịp thời. Bên cạnh đó, người dân cần tuyệt đối không được tin thầy lang có thể chữa được bệnh dạy, tránh phải bỏ mạng một cách oan uổng. Gia đình nào nuôi chó mèo đều phải tiến hành tiêm phòng dạy cho vật nuôi hàng ngày. Tiếp tục chuyên mục Sức khỏe và đời sống, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của Trần Ngân với tiêu đề Vừa ăn no xong, tuyệt đối không làm những điều này. Nhiều người ăn no xong thường có những thói quen như uống trà, ăn tráng miệng hoa quả. Tuy nhiên, những thói quen đó có thể gây hại cho chính sức khỏe của bạn. Nằm nghỉ sau khi ăn no. Đi làm cả ngày mệt mỏi, ăn cơm xong, nhiều người chỉ muốn lao vào giường và đánh một giấc ngon lành. Tuy nhiên, thói quen này cực kỳ có hại cho sức khỏe.
Sau khi ăn no là thời điểm hệ tiêu hóa hoạt động nhanh, não bộ cũng vì thế mà ưu tiên lượng máu về cơ quan này nhiều để thúc đẩy quá trình trao đổi chất, dẫn đến cảm giác lờ đờ, buồn ngủ. Nếu bạn nằm xuống ngay, hệ tiêu hóa sẽ bị ảnh hưởng, gây ra các bệnh về dạ dày và béo phì. Tốt nhất sau bữa ăn, bạn nên tập thói quen nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng rồi mới đi ngủ hoặc đi tắm. Thói quen này cũng nên áp dụng cho cả bữa trưa, đặc biệt với dân văn phòng. Ăn trái cây sau khi ăn no. Đây là thói quen rất phổ biến với nhiều hộ gia đình. Nhiều người quan niệm ăn hoa quả sau khi ăn no để tráng miệng, giúp làm sạch miệng. Tuy nhiên, nó sẽ tạo ra gánh nặng rất lớn lên hệ tiêu hóa. Sau khi ăn bữa chính xong, dạ dày của bạn đã đủ no và cần thời gian để chuyển hóa hết thức ăn thành chất dinh dưỡng, nạp thêm năng lượng từ trái cây, dạ dày sẽ phải hoạt động với công suất lớn hơn rất nhiều, dễ sinh bệnh. Xin người mà thôi. Trung tâm Ngoại ngữ Sài Gòn USA chi nhánh La Di, địa chỉ số 566 đường Thống Nhất, phường Tân An, thị xã La Di, tỉnh Bình Thuận. Phương pháp được bảo hộ độc quyền, Logical Learning, cơ sở vật chất hiện đại, màn hình tương tác Vector 65 inch, đội ngũ giảng viên từ thành phố Hồ Chí Minh, thông báo tuyển sinh. Tổng khai giảng liên tục hàng tuần từ ngày 3 tháng 9 năm 2020. Chương trình Anh văn thiếu nhi, các em học viên từ 4 đến 12 tuổi. Chương trình Anh văn thiếu niên, các em học viên từ 13 đến 16 tuổi. Thời gian học, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Sáng, từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 và 9 giờ 30 đến 11 giờ 30. Chiều, từ 14 giờ đến 16 giờ. Ưu đãi học phí mùa tựu trường lên đến 20%, cộng với bộ quà tặng cao cấp cho 50 học viên đầu tiên. Áp dụng đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2020. Liên hệ trực tiếp tại trung tâm hoặc qua đường dây nóng 0252 3874 999. Trân trọng thông báo. Tậu xe ngầu hỗ trợ khủng. Khi khách hàng mua xe tại Hết Hòa Hưng, khách hàng sẽ được tặng nón bảo hiểm xe máy, nhớt, áo mưa, móc khóa, ba ga, bảo vệ lốc máy. Chương trình áp dụng từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 31 tháng 11 năm 2020. Ngoài ra, khi khách hàng mua xe Winner sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký xe trị giá 4 triệu đồng và được hỗ trợ mức lãi suất 0% khi mua xe Winner trả góp, áp dụng từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020. Tôm mà nuôi muốn nhanh lên, Oxy Alice là tên nhớ hoài. Chuyên gia dinh dưỡng chẳng sai, xuất sang nhiều nước ai ai cũng dùng. BioCPEC nuôi ương, mô hình cải tiến lại thường trúng to. Giảm thai nước, giảm nỗi lo, an toàn tiết kiệm nuôi cho khỏe hoài. Kháng sinh dẹp hết đi ngay, tăng cường miễn dịch tôm này lớn nhanh. Muốn nuôi tôm giống trưởng thành, Vana Nano cả ngành đều ưng. Ương vèo muốn tốt không ngừng, chọn mem cho đúng tôm mừng người vui. Thức ăn cao cấp tuyệt vời, tối ưu dinh dưỡng tôm bơi ào ào. Còn Vanalis thì sao, yên tâm tôm lớn được chào giá cao. Lên Zalo kiếm nhanh nào, Oxy Alice mau vào hỏi thăm. Gặp anh ba chuẩn nhiệt tâm, giấc mơ biển bạc vươn tầm thành công. Sinh ra trên đất Việt Nam, đạt chuẩn mực quốc tế năm châu. Luôn luôn tâm huyết trong ngành, có anh ba chuẩn chân thành, người chăn nuôi vui anh ba mừng, người người nhà nhà đều cùng anh ba dâng lời ca. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh hôm nay của Đài La Di đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe đài chúng tôi tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.